rồi, cái nhà mình kìa, cái nhà mình kìa. Nhìn y như là một cái giường thông dân thưa thông Noel luôn. Thôi cái đây em này, cái nhà mình nó đã giống giống cái cây ấy, bây giờ nó càng giống cái cây không. Thôi chị chơi thêm này vào. Ok, và hai xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng em đã quay trở lại với một video mini world mới đây. Để anh em thấy đây là căn phòng rất là quen thuộc luôn đúng không nào? Đó chính là căn phòng ở trong một cái map của team mình đó. Thì nhà của mình gì anh? Làm gì vậy? Chết rồi. Ủa gì anh vậy? Tự nhiên chết gì, cái gì chết? Ai ai chết? Ai chết? Người ơi. Ai chết? Đâu đâu đâu, cái gì cái gì? Ai ai chết? Ai chết anh ơi? Em biết gì sao không? Gì sao cái gì? Trời tình hai thằng nhà quê rồi. Sao hai? Ủa hai thằng nhà quê là sao? Từ trước giờ anh em mình cũng đâu có giàu sang gì đâu, nhà mình cũng là nhà quê nè. Ok thì mà mình gọi là mình sắp trở thành người dân tộc rồi. Ủa là sao? Anh nói rõ em nghe coi. Em nhìn qua làng coi, nhìn kìa. À. Đó, ai người ta cũng trang trí Noel hết rồi mà em mình nhà vẫn không có một cái gì hết, còn mọc rêu trên nóc nhà. Ủa để em coi coi, ủa nhà, ủa đúng rồi, nhà của Du mới mua cái thông Noel đẹp quá nè, trời ơi, lấp lánh luôn à. Còn quả chuông, còn dây leo rồi, ôi trời ơi, đẹp luôn. Ủa còn nhà bên đây sao, để em qua coi coi. Nhà bên đây cũng vậy nè, có luôn hai cây luôn, rồi trang trí chuông rồi đó nè. Bên kia cũng có luôn. Ở gì kì vậy? Đâu đây em thử em qua nhà Ren coi. Bình tĩnh anh ơi. Đi theo em đi qua nhà Ren. Ôi. Cái gì vậy anh Linh? Đi anh. Đi theo em nè, anh coi nè, trời ơi Ren giàu vậy trời, trang trí lần mấy quá chuông luôn. Cái hai cái thông Noel đó nè. Ơi, anh cảm thấy cọc cái gato quá, người ta có cọc rồi đó. Cọc nha. Ơ mày từ anh, để mình vô thử trong nhà coi, không biết trong nhà có trang trí gì không. Wow! Ôi ơi. Qua wow, kia, ôi đảo quá à. Sao anh Dịch? Nghèo quá mà không có tiền trang trí. Em cũng vậy, không có tiền trang trí nhà. Xem nào, được rồi, mình sẽ bán cưa này, bán khoan này, bán kiếm này, bán móc treo này, bán bánh mì này, bán gà này đó, để đi mua cái thông Noel. Đi, mang hết đồ đi bán. Ok anh, trời ơi, đi mua thông Noel thôi. Trời ơi, đem này đi đổi. Là trang trí nó đẹp nhất ngàn luôn. Ôi nè anh nè, anh cái chỗ này bán nè anh. Chỗ này bán nè, vô. Chủ quán ơi, chủ quán, ông đâu rồi? Chủ quán ơi, ủa sao, cái gì anh? Hả? Tạm nghỉ 3 ngày. Ơ trời ơi, quá, tại sao mày bán người ta mừng mới như tao vậy? Trời ơi, bán cho hết gần hết cái làng luôn rồi, còn có mỗi anh em mình là chưa được thôi. Trời ơi, quá trời đồ kìa, quà kìa, chuông kìa, cái thông Noel kìa anh ơi. Anh sẽ cậy cửa vào anh trộm đồ. Thôi anh tỉnh hả? Anh cậy cửa lỡ gặp công an đi ngang qua nó hốt hai anh em mình vô tù luôn á. Cái này đồ của người ta mà. Giờ sao? Em không chịu đâu, không chịu đâu. Bây giờ cùng lắm thì đây mấy cái thứ này chẳng qua là người ta trang trí thôi, người ta trang trí, người ta lượm và người ta bán rồi, giờ mình không có, người ta không bán cho mình thì mình tự đi tìm. Thôi mình tự tìm hả? Em không biết làm, em đâu biết làm sao đâu. Trời, bây giờ mình ra chỗ bụi chuối, mình lấy cây chuối về thay cây thông đây. Gì cây á? Cây thông phải là cây thông đàng hoàng, xin lỗi, thay bằng cây chuối. Không chịu đâu, anh vịt phải chịu trách nhiệm đi, tại anh vịt mà em không có cây thông Noel đó. Nhưng mà bây giờ mà để đi tìm cây thông thì nó hơi xa lắm, em đi được không? Được, đi được, miễn là có cây thông Noel để trang trí nhà là được hết. Ok, bây giờ anh em sẽ quyết định lập kế hoạch để đi tìm những cái đồ vật trang trí Giáng sinh nha. Ok, thì việc đầu tiên em nghĩ là chúng mình nên đi lấy cái gì đầu tiên nè? Em nghĩ là chắc là chúng ta phải làm cây thông Noel trước đi, tại vì cái gì Noel thì tất nhiên phải có cây thông Noel chứ. Ok, thì bây giờ anh sẽ biết, anh có biết một chỗ có một cái rừng thông nhiều cây thông lắm, bây giờ anh sẽ đi đến đây lựa cây thông đẹp nhất mang về nha. Ok, nhưng mà hai cái tờ anh ơi, để em về nhà em lấy, em mang theo đồ, mang theo mấy cưa được cả. Đi, để em về nhà em lấy mấy cưa được cả. Ôi, anh Vịt ơi, chỗ này rừng thông nhiều cây thông quá nè, nhưng mà mấy cây này bự quá sao mình chặt được? Trời ơi, mấy cây này chặt được hết. Trời ơi, Phong nhìn đấy, anh em lấy cái này về trồng trong nhà, trời lấy luôn. Thôi, anh nghĩ sao vậy? Anh Vịt, cái cây này nó cao muốn chết mà lá tôi ít xỉn à, đem về làm cục điện hay gì thôi, đừng lấy cây nào đẹp đẹp hơn đi, cây nào thấp thấp mà đây, nó nhiều lá xíu á. Đây, anh tìm thấy rồi, cây này, trời ơi. Cũng được nè, ok, anh em mình lấy đi, lấy gỗ đem về hết. Đó, lấy gỗ mang về hết, xong tí đó chúng mình về sẽ gắn vô trang trí các bạn đó. Em nghĩ là một cây chắc là chưa đủ đâu, mình phải lấy thêm nhiều cây hơn nữa để xem coi. Lấy cây của mình được rồi, không lấy cho người khác nữa gì vậy? Thôi em làm 2-3 cây luôn, từ từ để em coi còn cây nào nữa, em chặt thử thêm cây này đi. Ủa em làm 2-3 cây hả?
mình phải trang trí nhiều hơn ta luôn em mới chịu. Ok đi anh đi, đi đi thôi. Ủa okay, ok có cái gì đây nè anh ơi, có cái gì đây. Ôi ôi quay quái vật anh ơi, quái vật kìa. Ui nó đánh nhau kìa, nó đánh nhau kìa. Ui ui chém. Ôi đánh nó đánh nó. Đang kê. Mình không nên để cho bọn quái vật bọn nó xuất hiện ở đây, không thôi là nó sẽ ảnh hưởng đến ngôi làng của chúng ta. Thôi em vào còn không biết sự tiền trong đây nhiều đồ gì. Ôi con kìa. Ui anh một bầy luôn anh ơi, không được rồi anh ơi, chạy anh ơi. Đi. Ơi mà em thấy cục gì vàng vàng bên trong, nó giống hình như cục vàng kìa, hình như nói chung em nghĩ vàng cũng quý hay, mà chắc mình lấy đi anh. Mình lấy mình đem về đi. Ham vàng vô rồi chết á, về đi Phong ơi, về đi. Ôi anh ở đây với em đi, trời mình có vàng mình phải may chứ, nhà mình nghèo mà phải cần có vàng. Ui con nó phóng em kìa. Trời, phong ham đồ quá, Phong lại lấy vàng lấy. Vô chết nè rồi, chết rồi. Ủa mọi anh có đuốc hay gì không, vàng quá trời nè. Đuốc à, đuốc không có. Mình không có hả? Không có. Ok mình lấy. Ủa cái gì sao? Cái gì đen xì đây à? Dạ. Gì à? Cục gì đen xì đâu, em thấy gì đâu. Anh hình như anh đang đào cục đá. Ơi cái có than đó nè, mình lấy than luôn đi. Ôi anh đào cục sỏi ơi, phải đâu than đâu. À sắt nữa nè anh. Sỏi mà. Sắt cái đó là sắt anh ơi. Ui vàng sắc nè. À? Dạ đúng rồi anh. Ui cái vàng này mà chúng ta đem về chúng ta bán á ha, là chúng ta sẽ được vàng 4 số 9, chúng ta sẽ rất là giàu luôn. Đúng rồi. Mình cũng sẽ lụm mấy vàng về mình mang mình bán, xong rồi mình sẽ lấy tiền để mình đổi ra những cái đồ trang trí Noel hơn. Đúng rồi anh. Quá đã. Bây giờ mình nghĩ là cây thông Noel mình đã có rồi anh, nhưng mà em nghĩ là nếu mà cây thông Noel, cây lộn nhầm cây thông Noel mới đúng chứ không phải là cây thông Noel. Cây thông Noel cây thông Noel nó mà có màu xanh không thì xấu lắm, em muốn nó phải có màu sắc cơ. Ok, bây giờ mình sẽ cần thêm màu đỏ trên cây thông Noel, em biết màu gì không? Màu gì? Hai em mình đi bắt ông già Noel về treo lên cây. Ê, kỳ quá. Tự nhiên bắt ông già Noel. Đúng rồi, có bộ đồ ông già Noel màu đỏ, nhưng mà bắt ông treo lên cây thì kỳ lắm. Ông lỡ mấy bạn nhỏ bạn coi, mấy bạn kêu mình hổm với ông già Noel nó kỳ lắm thôi. Mấy bạn thì không có quà lại đổ tại Phong cộng với mấy tên vịt bắt mấy ông già Noel đúng không? Đúng rồi. Ơi đúng rồi, hình như em thấy là ở gần nhà mình có một cái ao, hình như là bên dưới em thấy có những con cá, hình như cái con cá gì ta em quên tên tiêu rồi. Bay ơi, em định bắt cá em treo lên cây hả bay ơi? Không phải, mấy con cá đó hình như là cá bóng đèn hay sao. Mình xuống đó mình lấy cái bóng đèn của nó để mình treo lên cây, làm cho cái cây lấp lánh hơn. Sẵn rồi mình xuống đó mình lấy một ít tảo biển để mình làm mấy cái dây mình treo lên tường á. Đúng rồi, lại đi qua nhà Du thấy Du treo quá trời dây luôn đúng không? Đúng rồi anh, đúng rồi, đi bên đây nè. Ok, thì bây giờ mình và Phong Cận sẽ đi tìm tảo biển làm dây các bạn, xong chúng mình sẽ bắt cá treo lên cây. Bắt nhặt bóng đèn của cá treo lên cây. Đây. Bắt cá treo lên cây là nó tanh đình tanh nhà. Đúng trời. Đây ok, em thấy có hồ bên đây nè. Cây thông bây giờ treo cá lên rồi nó ngút ngoắc hồ. Ôi ghê lắm. Gớm. Rồi mà em bay lên núi trước nha. Mình lên đây mình mới qua được cái hồ anh. Lên Vịt ơi. Anh Vịt bay cao vậy. Anh Vịt. Mày quá em tưởng anh chết chứ. Ở ngoài đó là biển anh ơi chứ phải hồ đâu. Hồ trong đây nè, em nghĩ là chúng ta nên vô hồ thôi, đừng có ra biển là có cá mập nó cắn mình chết luôn. Ok nhảy xuống hồ nào. Ôi cô ơi, nhiều cá. Ôi mấy con cá này hình như nó cắn mình được anh ơi. Có chừng nha, từ hình như mình phải đánh nó mới cắn mình sao Phong. Ủa em không biết, mình cứ thử mình bơi coi. Phong ơi lấy một cái thôi về rồi lấy một. Ôi đi thôi, có một cái sao đủ trang trí anh, lấy nhiều vô đây. Thôi trang trí nhà mình thôi, nhìn mấy cái ghê quá. Mình còn phải lấy bóng đèn nữa mà. Từ đi. Đúng đây rồi. Phải đánh nó bây giờ. Lên bờ xong đừng. Ơi nó này này. Mày. À này giết nó. Ui ba con luôn anh ơi, từ nó cắn anh Vịt kìa. Mấy con này mày dám cắn anh Vịt của tao hả? Lùm bông đi. Đây đèn nè. Trời ơi. Ui có cái tảo biển hả? Sao biết vậy? Nó cắn em kìa. Đừng qua. Coi anh chết em rồi. Anh coi chừng bị ngạt thở nha anh Vịt, coi chừng bị ngạt thở dưới nước á. Bơi lên. Từ. Em thấy ở bên dưới còn nhiều tảo lắm kìa, sẵn rồi mình lượm thêm mấy cái tảo đỏ anh, mình để mình trang trí cái màu đỏ cho cái cây thông Noel của mình. Mấy cái tảo đỏ đẹp ra. Lên lượm. Lượm lại thôi. Ui mấy con cá nó cứ tấn công mày hoài à. Lên cả mấy cái tảo màu đỏ nữa. Sao mà mấy con cá này nó không thèm ăn thịt vịt, nó đòi ăn thịt em không à. Trời ơi, mấy cá thì đang quậy nó liền. Bây giờ mình sẽ lên kia. Ôi lặn ok. Ôi lên. Ủa may quá em bị ngạt thở nè, thôi mình đủ rồi mình về anh ơi, mình về. Đằng sau em còn nè, mấy con này xích nó dí em hoài à. Vậy phải từ từ để em coi em cất trong kho đồ. Ê, nó dí em nữa nè mấy con này.
dữ dằn quá, nó dí hoài luôn anh. Ok, đủ rồi, lên nguy hiểm quá. Thôi coi đem xem coi, mình coi mình đủ chưa ta. Nhiều ha. Ờ, tính ra cái cũng được rồi nè, em được 11 cái này tảo với lại nhiều đồ hơn nữa nè. Đó, ok, giờ mình về nhà để mình coi coi. Để coi giờ mình đã có những cái đồ nè. Về treo lên cây được rồi á. Ờ, đúng rồi. Ôi, nhưng mà anh ơi, mình làm được chắc vậy thì mình sẽ làm được cái thông Noel đẹp rồi đúng không? Đúng rồi, cái thông Noel đẹp rồi. Nhưng mà em thấy vẫn chưa hài lòng. Cứ mỗi cái thông Noel thì làm sao mà đẹp. Ủa, hình như là mình có tảo, mình có thể làm thêm mấy cái dây để treo trên nhà nữa phải không? Đúng rồi, em mới làm tảo được mà, mình treo mình đi trong nhà được mà. Nhưng mà em nghĩ là không có quà sao mà đẹp được. Noel thì phải có quà chứ. Mình tự gói chứ, mình tự chuẩn bị từ đi. Tôi nhất là qua shop xem người ta có cái gì mà mình chưa có coi. Nè, để em coi coi. Ôi, anh nhìn kìa, mấy hộp quà của người ta kìa, có màu đỏ, màu hồng, màu xanh, đồ đẹp quá à. Mình không có, mình chỉ có mỗi cái màu đỏ thôi. Mình chỉ còn có mỗi cái màu tảo thôi à. Đục cửa shop vào lấy cho. Ôi, đừng có lấy anh, trời ơi, anh lấy trộm là xấu lắm luôn. Mấy bạn nhỏ, bạn coi, bạn cười anh luôn á. Thôi, em nghĩ là, đúng rồi, em nhớ hình như là bên nhà của Du có hoa đó. Du thường dùng hoa để trang trí món ăn anh. Hay là mình trộm hoa. Không phải là ăn trộm, mình qua mình mượn thôi mà. Mình mượn thôi, mốt em sẽ trả tiền lại cho Du. Ôi, đã nghiện cái con ngài. Trời ơi, của mặt người ta thì khác gì anh trộm. Mượn thôi mà, vô đây anh, vô đây. Ok, mượn. Ủa, trời mượn gì? mà. Ủa nhà, đây chính là cái quán ăn của Du nè. Ok, xuống đây. Ờ, đúng rồi, sẵn cho anh Vịt coi nè. Anh Vịt có thấy cái cửa nào ở đây không? Ờ, có. À, nhưng mà cái cửa này đâu có nút nào vô đúng không? Nhưng mà thật ra cái này chỉ là đánh lạc hướng thôi. Cái này không phải là cái cửa. Nhà của Du rất là đặc biệt luôn. Anh Vịt thử nhìn vào cái bức tường này đi. Đó, anh đứng xa xa, anh đứng xa xa ra anh coi. Anh nhìn bức tường nè. Bập bập xíu. Đó, ghê không? Đây, để vào bên trong nè, để mình coi. Ủa, trong này là cái nhà của Du nè. Có giường ngủ nè, ớ chết, bị kẹt rồi. Ui, đồ ăn bắt trời anh ơi, gom về. Không được, cái này đồ của Du, mình không được lấy. Nè, hoa nè anh. Có hoa này. Nè, hoa nè. Ok, rồi. Ok, có hoa rồi, thôi bây giờ mình về đi. Mình lấy được hoa rồi. Ok, về. Mình thấy cái này, cái này đẹp quá mà không nghĩ ra này. Cái chuông ha anh. Đúng rồi. Ủa, mình giờ mình làm gì có chuông. Đâu đây, em nhờ bác thợ rèn làm cho mình cái chuông được không ta? Em nói chuyện ông ấy đi, bảo đi cho cái đồ coi. Dạ. Bác thợ rèn ơi, bác thợ rèn có thể làm giùm cho con một cái chuông để con trang trí Noel được không bác thợ rèn? Thông đó hả? Con muốn ta làm giùm cho con một cây thông Noel và những cái chuông nữa không nào? Nhưng mà cũng khá là đơn giản thôi. Con chỉ cần lên trên núi lấy giùm ta thêm một ít tuyết và đưa cho ta thêm vàng nữa, thì ta sẽ trang trí cây thông Noel cho con. Sẵn làm cho con một cái chuông luôn, ta sẽ làm cho con miễn phí. Thì để cảm ơn con đã giúp bác xây cái nhà này, bác sẽ trả cho con miễn phí được không nào? Ok, trời ơi, cảm ơn bác nha. Hồi bác tốt quá, lần trước con xây cho bác có mấy cục gỗ hả? Mà giờ bác làm cho con miễn phí luôn, cảm ơn bác. Ủa, nhưng mà anh Vịt ơi, anh Vịt, bây giờ anh nghĩ là anh nghĩ là mình nên làm sao giờ? Ổng nói là phải cần có tuyết nữa mà. Tuyết hả? Đúng rồi, vùng đất của mình không có tuyết. Tuyết hả? Ok, rồi anh có cách để có được tuyết rồi. Vô cậy tủ lạnh đi. Ôi, cái đó là cái tủ lạnh, nhà mình nghèo làm gì có tủ lạnh. Để em nghĩ coi, hình như là lúc trước em học vật lý. Ủa, hình như là bây giờ cũng là mùa đông phải không anh? Bây giờ mùa đông mà. Hình như là em học vật lý lớp trước á, cô em có nói á là càng lên cao thì sẽ càng lạnh, cho nên em nghĩ là đúng rồi, mấy ngọn núi nè, hay là mình lên trên cao, nhiều khi trên cao có tuyết anh. Ok, lấy luôn. Ok, mình đi thử coi, từ từ đi, em lên thử coi. Em hy vọng rằng là em học vật lý á, cô dạy như vậy hy vọng là sẽ đúng, mình sẽ kiếm được tuyết. Bay lên nào. Ôi da. Dạ, sao anh? Vật lý nhầm. Cô tuyết thiệt nè, cô tuyết nè. Ủa, có anh. Ôi, tuyết nè. Ôi, đã. Ôi, mình lấy tuyết, anh lấy tuyết anh ơi. Lấy. Trời ơi, có tuyết rồi. Bây giờ mình có thể hình như là cây thông Noel mình phải bỏ tuyết lên nhìn nó mới trắng nó mới đẹp đúng không anh? Đúng rồi, mình trang trí xung quanh thôi, hoặc là mình sao mình rảnh thì mình để mình đắp cái tuyết. Đúng rồi. Quá đã luôn. Đây. Thôi em nghĩ là mình lấy ít thôi, mình không cần phải lấy nhiều lắm đâu. Tại mình làm có mỗi mấy cây thông Noel mà. Lấy hết luôn. Đó, trang trí không hết thì mình để đắp người tuyết không hết thì mình về mình bào siro đá mình ăn. Ok anh luôn. Trời ơi, bình thường. Ok. Rồi xuống. Ôi giờ sao xuống? Xuống là té chết luôn anh ơi. Trời ơi, chết đừng lại. Anh gọi xe SH ra xuống ạ. Đây, đây. Ơi, nó rơi xuống dưới rồi. Ơi, sao mày xuống trước tao đi, xuống đây.
À trời ơi, em vừa ngồi lên kịp, may quá. Nhảy xuống nè. Trời. Okay, đó. Okay, xuống được liền. Rồi mình quay trở lại nhà mình thôi bạn ơi. À, ok. Bảo ông thợ đen ông đi làm hộ giùm mình chuông đi. Dạ ok. À bác ơi, con đã lấy được đủ đồ nè. Bây giờ con sẽ bỏ trong rương cho bác rồi bác làm hộ con nha. Trời ơi, đây. Bỏ trong rương cho bác nè. Đó, trời cho bác hết luôn mấy cái đùi quái vật được con cho bác hết luôn nè. Đã là cho bác luôn hết đồ của con luôn á. Kiếm đồ đưa bác hết luôn. Mấy chỉ cần làm cho con được cái thông Noel với lại mấy cái quà được rồi. Cảm ơn bác nhiều nha. Sáng mai con quay lại con lấy nha bác. Ôi anh Vịt, chắc mình về đi, ngày mai mình quay lại mình lấy anh Vịt ơi. Đi. Ok. Đó. La. Hello bác Thợ Rèn. Trời ơi, con vô con lấy đồ nha bác. Cảm ơn bác nhiều nha. Ủa đồ đâu anh? Ủa đồ rồi. Anh Vịt. Mất rồi. Anh dám lấy của em hả? Đứng lại. Đồ của em à? Được không? Bây giờ. Nhiều đồ không anh? Được nhiều đồ không? Đây. Từ. Anh bước cho con lụm nha, trong trang trí nha. Đó. Hai dạ, cái chị đó, cái này nè. Ủi chuông. Nè, năm cái chuông luôn. Cái thông Noel. Kẹo nè. 8 cái thông Noel. Trời ơi kẹo nè. Ôi. Kẹo nè. Sô cô la. Ôi quá trời đồ luôn anh em, để mình đặt ra thử nha. Ui thông Noel nè anh. Đẹp quá. Ôi. Coi người ta có 2 cây trước cửa, mình cũng có 2 cây trước cửa luôn. À đúng rồi. 2 cây nè. Đó. Trời ơi 4 cây luôn. Thơm nhiều mà. À đập giùm em cái cây này ra ơi. Em lỡ em đặt ra rồi. Ok, đây. Đặt xem bên này. Piu. Đó, rồi, ok. Mình trang trí hơi bị nhiều luôn anh. Ok. Quanh ở đây chỗ này 4 cây rồi, bây giờ mình sẽ đặt 1 cây ở ngoài đường nữa. Đặt cây ở trong nhà luôn nè. Đó. Này, tính ra nhà mình đặt quá trời cái thông Noel luôn này. Trời ơi, nhà điều kiện mà mình ăn đua mình phải hợp thời đã đặt cây thông Noel trên nóc nhà luôn. Trời ơi, đặt hết thông Noel trên đây luôn. Đây, mỗi góc một cây luôn. Đó. Trên nóc nhà luôn, hợp chặn đấy. Chặn cái cầu thang lại luôn, khỏi cho đi luôn. Đó, rồi. Kẹo nó nè. Không. Sao anh? Phong lên chạy qua nhìn lên trên nóc nhà mình. Để đâu anh, để em coi. Trời ơi quá trời. Trời cái nhà mình kìa. Nhìn y như là một cái giường thông như thưa thông Noel luôn. Thôi okay, coi đi em. Cái nhà mình nó đã giống cái cây rồi, bây giờ nó càng giống cái cây không. Thôi chỉnh okay. Thêm này vào. Để đó, đặt mấy cái lá. Mình sẽ treo luôn một cái nơ lên trên này. Đó, trên hòm thư. Không treo được hả? Không treo được trên hòm thư. Thôi treo ngoài đi. Đó, trời ơi trang trí. Trời ơi nhà mình trang trí đẹp vãi. Thôi mình okay. Mình có quá trời luôn, mình tha hồ mình trang trí anh ơi, mình đặt xả láng cũng được nữa. Đó, đẹp luôn, trời ơi, không kém gì ai hết. Đó. Ôi cái nhà mình giờ đúng chất Noel luôn anh. Đó, hợp lý. Ok, bên đây. Đây. Có còn không anh, đặt cho hết luôn, anh em mình chơi khô máu luôn. Khô máu luôn, đặt hết. Trời ơi, dưới trong người làm gì ai coi, đặt hết. Đó. Rồi. Đó, ở trên phan từ mình trang trí trong nhà nữa, đúng rồi, trang trí trong nhà nữa. Đây. Được chưa? Ôi mưa rồi. Phải. Không sao nha chú. May quá vừa mới xong việc thì mưa nha. Hấp dẫn. Ok. Hồi nhà mình trang trí đúng không khí Noel luôn. Ok, và mình và anh Mr. Vịt đã có thể trang trí nhà phong cách Noel theo kiểu cực kỳ là quái dị luôn. Không sao cả, miễn là anh em mình có quà nè, rồi có kẹo nè, có cây thông Noel để trang trí nhà nè, quá đã luôn. Thì có bạn nào muốn trang trí nhà Noel không nào, hãy để lại bình luận cho mình biết nha. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này. Nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh của anh Mr. Vịt và Timmy để subscribe ủng hộ cho hai người bạn của mình nha. Cũng đừng quên đăng ký những thành viên trong đan của team nữa nha. Bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye, yêu anh em vãi đời. Bye bye.